Đố anh em biết đây là quả trứng gì nè. Mình không biết tại sao mà đây một quả, đây một quả. Cái này á là trứng của con chim đớp mũi nha. Nãy giờ thì hiện tại mình đang đi tìm tay quách nha cả nhà. Nãy giờ anh em cũng thấy là quy một đoạn đường mình đi vòng 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 ngoài mình đi tìm, thì giờ chỉ ngồi lắng nghe thử coi nó có tục ở đâu không, hay nó kêu thì mình sẽ chạy là ngay chỗ đó thôi. Thường thì nó sẽ ở bãi đất trống kiểu như vậy nè, còn không mà trống trơ trống lóc luôn cũng được, cũng có, nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình không định hướng được ở đâu hết cho nên mình chạy đại thôi. Thì ở đây mình đang ở là giữa rừng cao su luôn á, toàn là cao su không à, đang trong lô ha. Hiện tại khu vực này là Tránh Phú Hòa ha, Tránh Phú Hòa Bến Cát Bình Dương, thì mình đang ở nơi này. Chắc để mình dạo vòng mình tìm nữa thì có mình sẽ quay tiếp ha, còn không thì mình đi khúc nào mà thấy đẹp đẹp mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Nghe có mấy bồ trà cũng kêu đây nè, rồi ở trong đây có một con diều hâu nữa. Mình thấy mình cái nó bay mất tiêu, mình đi vô mà kiếm rồi coi cái chim con chung ở đây sao mà cỏ không thấy, ghê quá. Sao giống tiếng con khú quá ta, mình đi thử coi. Con còn khú. Đó, đó nghe, mọi nghe không? Đó. Đó. Đừng mà đi cho nó ồn quá. Wow, chim nhiều quá trời bên đây luôn nè. Ồ, nó bay quá trời. Cà cà cà.
xe mình không chạy được vô đây chứ mình chạy được vô đây là ngon luôn. Cỏ hay vừa. Mình dắt con chuyện rồi sao? Thấy có mấy con đuôi ngắn ngắn này nữa nè. Thôi giờ chắc mình đi ra luôn quá, đây nhìn thấy ghê quá. Thấy một cặp tê quách đây nè. Nó ghê nó không la luôn nha. Mình vô sâu sâu xíu mọi người nghe. Nói chung mình nhìn rất là xa. Hai đứa nó đang đứng nè. Đó. Đó đó. Đó. Ồ, cặp này không có con à. Nó mới bắt cặp à. Ở đây nè. Nếu mà có con thì nó sẽ la ghê lắm. Xe mà đợi lúc rồi kia. Nó bay qua đầu bên kia rồi. Ở đây cây mì nó khô quá, với lại không có nước nè. Nó cũng chưa đâu, cặp này chắc lên đây nghỉ ngơi hay sao. Mà tụi nó quầy nắng không vậy. Mình vào vào thôi, còn cặp nào đó mình quay cho nên sao. Mệt quá, chạy vô chi thiệt chứ. Biết đi bộ được rồi. Nè. Quá trời luôn nè. Họ nó bay kìa. Chào này khá là dạng ha. Mà không phải có chim chìm cho có chim chìm mình dí luôn. Chạy hoài, chạy hoài, không thấy gì hết rồi già ơi. Giờ mình cũng chả biết mình ở đâu nữa. Biết là đang ở trong một khu rừng cao su thôi.
tiếp qua đây coi. Khi mà mình không có đem theo bẫy cút, nếu có bẫy cút ở đây mình quánh là thế nào cũng có. Đây mình đố anh em biết đây là quả trứng gì nè. Mình không biết tại sao mà đây một quả, đằng đây một quả. Cái này là trứng của con chim đớp mũi nha. Nếu mà anh em muốn biết nó là con nào thì chắc mình ngồi đây mình chơi, mình đặt máy quay, mình quay quá. Trứng to lắm nha. Mình đặt là cũ thôi, không biết tại sao nó ra hết ha. Mình mới vừa tới là mình thấy nó bay ra rồi. Nói chung là mình sẽ đặt máy quay, quay xíu cho em coi thử ha. Rồi mình cũng phải tránh xa đi nữa, chứ mình ở đây là hồi nó sẽ không có lại đâu. Mình đi mà không nên cây gậy heo mới ác chứ. Giờ mới đặt cái gì đây. Mình đặt sao cho em thấy mới được. Lầm tre thì chui nó hỏi ngứa chết. Để cái xe làm vậy. Đặt máy nãy giờ không được mọi người ơi, không thấy nó dời, nó dời mà nó dời nào đâu bên đó mà nó không giống qua. Còn anh em muốn biết nó như thế nào thì chắc mình đổi mình tìm hình con chim đó cho anh em xem. Video hồi xưa mình cũng có một cái video rồi mà anh em hãy nhìn cái trứng của nó không? Nói chung là mình sẽ khử cái mùi của cái quả hồi nãy mình lấy cái tay mình bóc á, vì là do tự nhiên không có đẻ trứng này qua đây hay sao kỳ á. Nói chung là cái lá là cái bộ xích thôi thì nó có cái mùi hôi hôi, dò cho nó có mùi mình chà chà lên chỗ nha. Nha, nhìn không phải nào mà biết được ha. Nó màu nó tệp màu với lại cái môi trường xung quanh luôn. Nhìn nó thấy thú vị không? Một cái tổ của nó khá đơn giản ha. Và có một viên phân ở đây. Trong hồi nãy nó về nó ở đó, mình cho mình đặt máy quay nên mình không có để mình quay được cho anh em xem. Chứ nó nằm ở ngoài đó à, cái màu đó mới đẹp không? Có cộng lông của nó nè. Cái này hay gọi là đớp mũi hay là cú mũi ha. Thì anh em có thể là lên Google Map gõ lên Google hay là YouTube gõ là chim đớp mũi sẽ ra. Còn không thì lên Google và gõ vô hình là sẽ xem thấy thôi. Và ở đây nè, có rất là nhiều chim ở đi phân à. Bây giờ mà phân quá trời phân luôn nè. Đấy nè, mình không biết con gì. Mình nhìn xung quanh này mà nó mới tổ gì hả. Thôi chắc mình cũng sẽ di chuyển đi chỗ khác ha, để mình tìm chim khác. Cái này mình không bắt, con này thì nó rất là khó nuôi, nó ăn mũi không à. Thấy một cặp tay thèm quách, mình không biết có con hay không. Đó, nó kêu mọi người nghe. Nó đang đi kìa. Hy vọng có con. Có người quay.
đứa đứng đây. Kiểu đó. Mình đang kêu giọng con, chim con của nó nha. Không biết có không ta. Tại mình đứng từ xa thấy hai đứa đứng ở đây. Tụi con vòng vòng đây nè. Con mẹ đứng đó nè. Còn con ghi đứng bên kia. Mình kiếm có thấy không? Và tụi này làm ổ cũng thú vị lắm. Nếu mà anh em nào xem kênh mình sẽ biết ha. Sao giờ mình đã lút tung lùm kia ha. Giờ đi vòng vòng đây. Rồi đi miết nguyên ngày nay là mình chưa ăn gì luôn á. Bây giờ không biết mấy giờ thì mình cho mọi người xem ha. 3 giờ 55 phút rồi. Gần 4 giờ đó. Giờ mình vòng vòng đây mình tìm. Con kia nó đang đứng ở đó. Con kia chạy lên lút kia rồi. Vòng kiếm nếu mình thấy ổ trứng mình sẽ quay ha. Kiểu có chim con mình sẽ quay cho em xem ha. Chứ giờ mà đi tìm vừa quay vừa tìm thì chắc khó kiếm lắm. Tại vì chim con này nó cũng khó tìm lắm chứ không phải dễ đâu. Khi nào có mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Mình tìm không thấy rồi. Nó bay đâu có tiêu luôn. Lên lên kia nữa rồi. Im re luôn không thấy đâu hết. Thôi chắc đợi chuyến sau mình lên tìm tiếp. Giờ mình chạy kiếm chỗ khác ha. Đi lại đi tiếp. Đi kiếm nãy giờ không thấy gì hết. Nói chung mình nếu mà có chim con nữa làm dữ lắm. Mà không thấy nó làm gì hết. Để xem đi tiếp. Con diều hâu nó bay. Đó mọi người thấy không? À, đó, nó bay ra. Nó lượn vậy. Thôi chắc mình cũng xin kết thúc với vậy tại đây luôn ha. Thì đi tìm chỉ có mình tìm được bãi rồi. Thì
mình sẽ cố gắng mình quay mà đi tìm suốt, khi nào mà có được chim mình sẽ quay cho anh em xem tiếp ha. Thì sáng giờ thì hồi sáng thì một cặp, rồi xong sau đó là một tổ chim chút mũi, và bây giờ thì lại một cặp tê lê quách nữa, nhưng mà không có gì hết. Thôi chào tạm biệt tất cả mọi người nha, hẹn mọi người lưới sau ha.